Hoan hỉ đón chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, vận khí của thiên địa cũng như của con người vận động không ngừng. Cứ qua mỗi một năm khác nhau thì sẽ có sự thay đổi lớn về thời vận. Thế nên quý vị cần phải xem tử vi cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong năm 2023 Quý Mão của mình. Từ đó nắm bắt được thiên cơ, từng bước hóa giải được vận hạn, đón tài lộc về với mình và gia đình. Xem tử vi cho tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp quý vị và các bạn biết được cuộc sống của mình trong năm 2023 sẽ có những thay đổi như thế nào, gặp sao chiếu gì, vận hạn ra làm sao. Điều này có ảnh hưởng đến vận hạn, sức khỏe, gia đạo và công việc hay không. Từ đó sẽ biết được những việc cần thiết phải làm để gia tăng tài lộc và may mắn trong năm này. Đồng thời, qua việc xem tử vi, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cũng đưa ra những phương pháp hóa giải nhanh chóng và chính xác nhất, giúp quý vị phần nào giảm thiểu được những vận hạn, hung họa sẽ xảy đến với mình trong năm 2023 Quý Mão. Sau đây là phần luận giải chi tiết về lá số tử vi của những người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ ngay thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 nam mạng trong năm 2023. Bước sang năm Quý Mão 2023, người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 gặp cục diện Mão Dậu tương xung, mưu sự khó thành, nhiều chuyện trắc trở, dễ vấp phải những vấn đề và trở ngại bất ngờ hoặc lòng người cháo trở không thể đoán trước. Tài vận cũng không quá khả quan, cả nguồn thu chính và thu phụ đều chỉ ở mức tạm chấp nhận. Tuy nhiên, vẫn có thời điểm gia chủ giải quyết được vấn đề khó khăn mà người khác vốn đã bỏ cuộc. Đây chính là cơ hội để nâng cao uy tín và lòng tin từ mọi người xung quanh. Trong năm, những việc liên quan đến ngoại giao, quan hệ xã hội, chấp pháp, hành chính sẽ được tiến hành thuận lợi hơn chút. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Đinh Dậu sinh năm 1957 nam mạng gặp phải sao chiếu mệnh, sao thái bạch, vận hạn, hạn toán tận, hạn tam tai. Năm 2023 Quý Mão, nam mạng Đinh Dậu không phạm tam tai, hạn hoang ốc, không phạm hoang ốc, kim lâu, không rơi vào kim lâu. Về địa chi, Dậu gặp Mão phạm cục diện tương xung, hay nói cách khác là xung khắc với thái tuế, báo hiệu gia đạo bất ổn, xảy ra những sự vụ nghiêm trọng khiến bản mệnh phải đứng ra lo liệu, gây hao tổn tâm trí. Xét về mối quan hệ thiên can Đinh Âm Hỏa gặp Quý Âm Thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong năm nay, những gia chủ Đinh Dậu sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, cần chú ý sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Đinh Dậu nam mạng sinh năm 1957 cần chú ý tháng Ất Mão, tháng 2 âm lịch, từ ngày 20 tháng 2 đến 21 tháng 3 năm 2023 dương lịch và tháng 2 âm lịch nhuận, từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Đinh Dậu. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Đinh Dậu sinh năm 1957 nam mạng. Trong năm 2023, gia chủ nam mạng Đinh Dậu sinh năm 1957 gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đây là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mạng thì cần phải cúng giải hạn sao Thái Bạch hàng tháng. Sao Thái Bạch kỵ nhất vào tháng 2, 5 và 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Hóa giải, thời gian cúng sao giải hạn Thái Bạch vào 18 đến 20 giờ ngày 15 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 15 tháng 1, hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Lưu ý, để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo đồ vật cát tường, cầu may hay dùng trang sức đá quý như đá núi lửa, thạch anh đen. Để giải hạn được sao Thái Bạch, mọi thứ cần chuẩn bị phải có màu trắng. Trường hợp nếu những thứ có màu khác thì dùng giấy màu trắng gói lại hoặc lót giấy màu trắng xuống dưới, sau đó đặt lễ lên trên. Bài vị là dùng sớ viết trên giấy màu trắng.
Tây phương canh Tân Kim, Đức Thái Bạch, Tinh Quân Vị Tiền, lại về hướng Tây vào lúc 18 đến 20 giờ, qua 20 giờ đêm bài vị vào nhà đốt là được. Hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm này mệnh chủ nên tránh hoặc may những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc phong thủy của người này là màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy. Dùng người thì nên thận trọng, chứ nên tin người thái quá. Những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, saphia sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Gia chủ Đinh Dậu sinh năm 1957, nam mạng, năm nay gặp hạn toán tận, chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngộ trúng. Có một câu thơ diễn nghĩa về hạn này như sau. Toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy hạn này rất kỵ với nam giới, thường xảy ra những tai nạn đột ngột, bất khả kháng, cũng rất khó để đề phòng và ứng phó. Đây là một hạn lớn gây ra thiệt hại nặng nề về tiền bạc và tài sản, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gia chủ cần hết sức chú ý. Hóa giải, vốn toán tận là đại hạn chủ về tài sản, tiêu hao tài sản mà không dự tính trước được. Mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất gia chủ không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc ở trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Không những thế còn tránh được tình trạng xây sát nguy hiểm tính mạng khi bị kẻ xấu giật đồ. Mọi việc trong cuộc sống như tình cảm, gia đình, vợ chồng, các mối quan hệ nên cẩn thận và chú ý hơn. Bởi năm gặp đại hạn toán tận, không nhẹ thì nặng, chắc chắn tai nạn bất ngờ sẽ kéo đến. Song đó gia chủ nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Luận tử vi Đinh Dậu sinh năm 1957, nam mạng, theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân đầu năm, gia chủ sinh năm Đinh Dậu, nam mạng có tin vui đưa tới trong nội tộc họ hàng hoặc anh em bạn bè. Tháng 2, có dấu hiệu không may về sức khỏe, gia chủ nên chú ý. Tháng 3, tháng này tiền bạc của gia chủ có sự hao tán nhiều hoặc xuất hành đi tham quan lễ lạc tới những nơi linh thiêng. Tháng 4, gia chủ nên chú ý lời ăn tiếng nói trong tháng này hoặc các mối quan hệ với người xung quanh cần lưu ý bởi có thể tính cách không hợp với nhiều người. Tháng 5, việc làm của con cháu suôn sẻ, đạt được những thành quả nhất định. Tháng 6, gia chủ chú ý tới sức khỏe không được tốt, dễ bị ốm đau hay bệnh tật. Tháng 7, sức khỏe của gia chủ không được tốt, bên cạnh đó công việc xuất hành, di chuyển, đi xa đều bất lợi. Tháng 8, đây là tháng mọi công việc làm ăn của thành viên trong gia đạo không được tốt, ngoài ra khi di chuyển miền sông nước cần chú ý. Tháng 9, trong tháng này tiền bạc của quý bạn có sự hao tán nhiều, bên cạnh đó chú ý di chuyển xe cộ, cẩn thận hoặc có tì vết ở tay chân. Tháng 10, chú ý có tiểu nhân quấy phá, châm chọc, ảnh hưởng đến tình cảm các thành viên trong gia đình. Tháng 11, tình hình sức khỏe của bản mệnh không được tốt, tránh di chuyển xa. Tháng 12, tháng này tiền bạc có sự tiêu pha, hao tán nhiều. Tổng kết tử vi tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, nam mạng, trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, đã bước sang tuổi 67, đa phần nam mạng Đinh Dậu sinh năm 1957 đều đã về hưu, tuy nhiên có thể vẫn còn đặt nặng tâm trí ở sự nghiệp chưa thể dứt ra hoàn toàn. Trong năm 2023, vận khí sụt giảm, khiến rắc rối nảy sinh liên tục, càng khiến bản mệnh lao tâm khổ tứ, khôn nguôi. Con giáp này có thể phải chịu nhiều áp lực tâm lý vì nhiều vấn đề ngoài tầm kiểm soát của bản thân, làm gì cũng khó khăn, mưu sự khó thành. Tuy nhiên, cuộc đời có lúc thăng, lúc trầm, bạn cũng không nên vì thất bát ở giai đoạn này mà suy nghĩ quá tiêu cực, dẫn đến nhiều hệ lụy. Chỉ cần giữ một tinh thần lạc quan, dùng bản lĩnh để sẵn sàng đương đầu với mọi điều bất lợi. Về tài chính, tử vi tài lộc người tuổi Đinh Dậu năm 2023 cho rằng tình hình tài chính con giáp này không có nhiều biến động, mọi việc đã dần đi vào quỹ đạo cũng khiến bạn đỡ tốn nhiều thời gian lo lắng hơn. Trước khi đưa ra quyết định gì, bạn cần phải có thái độ cẩn thận và tham khảo ý kiến mọi người nếu cần thiết. Người tuổi Đinh Dậu cần biết quản lý tài chính nên mức thu nhập có thể không quá lớn nhưng vẫn đủ để dùng dình chi tiêu. Con giáp này tính lo xa nên chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất. Về sức khỏe, nhiều vận hạn trong năm Quý Mão 2023 bùa vây khiến sức khỏe nam mạng Đinh Dậu giảm sút rõ rệt, đề phòng chứng đột quỵ bất ngờ. Con giáp này tuổi đã cao vẫn phải đứng ra lo liệu về nhiều việc, tổn hao sức lực là điều khó tránh. Cần chú ý chăm sóc sức khỏe cả tinh thần và thể chất thì sức khỏe mới ổn định lâu dài. Khi đi lại phải cẩn thận xe cộ, kẻo tạo thành thương tật rất đáng ngại. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật,
mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh đã được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Về tình cảm gia đạo, tử vi tuổi Đinh Dậu năm 2023 nam mạng chịu tác động của lưu niên tương xung, phương diện nhân duyên tình cảm không quá suôn sẻ trong năm này. Gia đạo tình cảm trong năm có nhiều xáo trộn, quá nhiều vấn đề xảy ra khiến bạn phải lao tâm khổ tứ, giải quyết hoặc đứng ra dàn xếp, khiến tinh thần rất căng thẳng, dễ trở nên cáu gắt, ảnh hưởng tới hòa khí trong các mối quan hệ. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 nam mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi của tuổi Đinh Dậu trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Đinh Dậu, qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.